trở lại với kênh Tây Bắc Thường Ngày. Và hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm món lòng lợn. Xin mời anh em theo dõi video và ủng hộ kênh bằng cách like, đăng ký kênh các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Quay đoạn làm lòng của Tây Bắc các bạn, làm lòng lòng lợn rất là đơn giản. Đây là bông của tiết đây. Đây là thường là có là ở trong quảng tầm trăng trò trò rác á, cho là một con rác, cái đầu mềm của con lợn đấy, con heo với cả rau, các loại rau thơm. Sao mới chơi cũng rồi và nên mới rồi tiết. Đây là cái lọ chai đúc, lấy để đúc vào lòng cho nó dễ và ruột. Các bạn theo dõi nhé. Đây là cái đít của lợn này. Đúc vào đây đúng không? Đấy, đây là cái đít của lợn nha. Đấy, các bạn luồn vào đây. Đây đơn giản buộc dây vào nhỉ? Rồi buộc. Ôi trời, mẹ đẳng cấp buộc làm gì? Anh em xem video ủng hộ mình nhé, đăng ký kênh nhé. Đâm một hành vào đây các bạn ạ. Phân mình nó vô cái vườn sớt là lão mà. Cho hành vào. Hành dâu thơm tận hợp. Bóp cho nát ra để cho vào. Để cho nó rưỡi đây. Nó đông quá cho thêm nước các bạn. Thả chua. Thôi, bóp thì rồi, từng sao em. Bóp đây. Bóp tiết đây. Cho một hũ như thế khó. Ô ô ô. Nhổ nhổ với làm. Không lóc cho thôn Mỹ thì cùng chuối không? Được. Dùng cái môi này xúc. Vừa cái vừa nước cho vào. Cùng chuối đó là chuối đó tăng phẩm là rót cái chuối lòng. Tây Bắc thì người này các bạn ạ. Không có cái nào khác. Kiểu cùng dùng cái màu chuối này cuộn chuối vào để chọc nó xuống như dạ uống với ống nỏ đó là nó nó kỳ kìa. Vâng, vừa về mà hờ cho mày à, này là đang một thủng các bạn, buộc ngay chỗ thủng này. Mà hạt cải mà nhét bốc à, đấy thời trước làm lòng toàn để cái dạ dày xong là đây, ví dụ đây là dạ dày xong là luồn để đoạn lồng dài này, luồn nó hay nứt nợ luộc hay nứt. Bây giờ chuyển sang lấy cổ chai này. Chia từng đoạn làm rất nhanh, làm lồng nhanh mà đúc lồng cũng rất nhanh. Đây là loạn lồng già to to bự, lồng già ăn xuống các bạn ạ, ăn cho to. Làm lòng này rất kỳ công, có nơi người ta sẽ ăn lòng nữa. Trên Tây Bắc này thật có lòng các bạn, tự làm đấy nó cũng ngon. Lợn là lợn mán các bạn, lợn này tầm khoảng 30 cân nhưng mà nuôi tầm khoảng gần 2 năm rồi. Đây là nó nướng chả các bạn. Đây, Tây Bắc của chúng tôi chỉ có thế này thôi. Cái xiên này làm bằng từ cái cây bương ấy, gót nhọn, không có xiên sát như những nơi khác. Còn cái chả này thì có cả giấm mẻ này. Bón à ba nhà này, ảnh trướng này, trướng phải là thô thái, vừa rú. Mấy thứ nữa, cả dường này. Tôi mua tìm hành. Hành nữa xong là rồi cho lên nướng, chung ăn cho vị rất ngon. Tôi to nó ngon nhưng mà đang cầu tổn đó nhưng mà luộc á. Đây cái ruột nhỏ. Đây lấy chiên của nó lại. Ruột lồng già. Cái vật chiên nó. Cái đá nó bay vào đây. Đây là cách nướng chả ở trên Tây Bắc ạ.
mình chả lấy cái chuối dùng với xiên cắm vào cho nó còn quay. Đây là lòng đã đục xong rồi các bạn. Xong rồi giờ cho lên là luộc không? Nhìn như con rắn đấy nhỉ. Cho cái lòng này ra để luộc các bạn. Cho cái chậu này ra để luộc các bạn. Đưa luộc lòng đỏ đó. Nó nóng thì phải cho thêm nước lạnh vào, nó nổ nổ lòng. Lê đơn đi ngỏm cuối ngoài mà ta. Mùi đấm quá kìa. Mới tháp rồi, không làm gì hết. Là vì cho nó dẫn ly ra là ngoài đó, nó gọi chị nào. Còn gọi chị nào. À, lấy về ở quân cho bố cực cái này, nhìn hạt hoài. Ồ, mấy đi chết rồi ạ. Đấy là dày đó bà, bằng cái chén kia đó mà. Mấy đang bảo là nhìn... Nhìn sâu. Nếu mà cái nước nóng rồi mà mình luộc lòng mà mình không cho nước lạnh vào là nó nổ lòng các bạn. Phải cho nước lạnh dần cái độ. Đây là món cây chuối. Cây chuối lên nó còn nói băm ra từ đoạn. Món này ăn rất ngon các bạn. Ngon cây chuối. Cái xiên đây này. Xiên vào lòng. Đó là thủng. Này chín nó nổi lên này. Chống nổ. Thế cái nào nó để nó chín nó nổi lên này chọc cái nước mất tiết. Nó mà chưa nổi được chọc nó mất rất là nhiều tiết. Luộc lòng rất là kinh nghiệm, không được nước sôi nó nổ lòng. Luộc thế nào mà thấy nó cái khúc lòng này nó thấy trắng như này là sắp chín các bạn. Mình chọc cái này vào mà nó không ra tiết đỏ nữa, không ra chín. Còn ra tiết đỏ thì là nó còn sống các bạn. Đây là cách nhận biết khi lòng chín. Sau một gian luộc cái này đã chín rồi các bạn ạ. Bây giờ mình vớt ra đây. Để vào để thái hơi khói. Con rồng cũng dơ. Trong lòng như con rắn. Chọc này mà không ra nước đỏ là chín các bạn. Bây giờ nó trắng là chín. Còn cơ số cái chưa chín. Chọc vẫn còn đỏ, ví dụ như cái này. Còn đỏ lắm. Đấy, lòng đã hoàn thành nhiệm vụ, đã chín. Giờ chỉ có cái vào là thái ra thôi, để sử dụng thôi. Đây là ruột, dạ dày. Đây là cái dạ dày nó các bạn. Đây là dạ dày. Này con lợn. Chúng ta xem một cái đứt ra này. Ngon. Ngon nữa, cho mình xin một miếng nào. Cho cái này vào đây này, dâu vào đi này. Nhưng vị ở miền Bắc này. Nó còn nhún xương này. Ngon rồi. Cái bông lồng này nó có cả nấm mờ. Cho cái nước cành tới gì vào cho đây là xương nhút này. Lấy đi cho vào đi. Biết rồi. Cho chuối vào qua bán được không? Có vị bùi bùi các bạn, ngon lắm. Bọc quá. Có được rồi. Để cho em trong thái ra để lên mâm, lên cỗ. Nhìn như con rắn nhỉ. Đây là bộ phận làm thức ăn. Lý do hôm nay là lấy phường. Cái bắp của tôi hay chơi phường. Đây, cho bỏ cái to con. Phường là kiểu một nhà 1 triệu thì 10 nhà 10 triệu ấy. Một nhà 10 triệu thì 10 nhà 100 triệu bóp lại. Từng nhà lấy. Đây là như các bạn ạ. Thử hành nó to như thế này. Đây, cái này khủng nhất rồi. Nó kinh khủng luôn. Đấy, chép thử lên. Phải nói là tuyệt vời các bạn. Tuyệt vời. Phải nói là tuyệt vời các bạn. Tuyệt vời.
cho em mang về. Thế thôi. Lòng đã thái xong. Chồng thì quay vợ thì cầm ôm. Nghe đây, người ta phải xong rồi. À, mình dừng video đây đấy các bạn ạ. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thank you.